Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Bây giờ mình sẽ làm một clip video, đó là phát lương cho tem của mình nhé. Giờ mình cũng đã rút được tiền từ YouTuber các bạn. Cũng không nhiều đâu. Do là có một số yêu cầu các bạn bảo mình làm một clip phát lương cho mấy anh đen với lại anh mập. Nên bây giờ mình sẽ làm một clip. Mình cũng vừa đi rút tiền YouTuber về. Cũng nhiều đâu các bạn. Đây. Thế mình sẽ quậy hai bạn đấy. Anh tiền. Cũng được hơn 600.000 các bạn. Giờ mình sẽ kêu hai bạn ấy vào đây phát lương cho hai bạn đấy. Giờ mình chuẩn bị cho người. Mình làm món quà tặng cho hai bạn đấy. Chắc mỗi người được 200.000 vậy. Giờ mình có chuẩn bị cái phong bì rồi. Thế là mình bỏ vào phong bì đây. Mình gửi cho hai bạn đấy. Tiền đây. 100, 200. 3, 4, 5, 6, 700 các bạn. 700.000. Mỗi người chắc chia 200 các bạn. Còn 100 là để dành quay clip các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, chia sẻ video giùm mình nhé. Để tem mình có động lực làm thêm nhiều video nhé. Bây giờ không nói luyên thuyên nhiều gì nữa. Bây giờ hai đứa sẽ bỏ vào phong bì. Coi như là món quà gửi cho anh đen với anh mập. Trong tem có hai đứa nhé. Mỗi người chặn được 200 các bạn. Còn 300, 200 là của tôi. Còn đâu? Đúng rồi. Còn 100 là để dành tiền để quay clip các bạn. Đây tôi cất vào phong bì từ ngân hàng nha các bạn nhé. Dành. Giờ tôi đi quậy hai bạn ấy vào đây nha. Các bạn theo dõi video. Đấy các bạn, tôi đã gọi anh đen và anh mập vào nhà tôi. Bây giờ tôi sẽ phát lương cho các bạn. Anh đen, bây giờ có lương rồi. Nếu mà có tiền thì anh muốn làm gì? Chắc là không biết. YouTuber anh đã rút về rồi. Giờ chắc sau này anh em mình phải cố gắng làm thêm nhiều video hay hơn đi nhỉ. Có tiền rồi, tối nay có bao gái đi chơi uống trà sữa gì không? Đi, có Đấy các bạn, anh Đen rất là vui khi có lương từ YouTuber trả cho tem một mình. Mặc dù không nhiều nhưng mà cũng gọi là có lương các bạn. Giờ anh Mập, bây giờ anh nhận được số tiền anh sẽ làm gì? không biết để làm gì. Không biết luôn. Anh có vui không nếu mà nhận tiền từ YouTube như này? Vui. Các bạn, bây giờ mình sẽ phát lương hai bạn ấy nha. Đây là giới thiệu luôn các bạn, đây là anh Mập trong tay của hai lúa tam hốt. Đây là anh Đen. Bây giờ hai lúa sẽ phát lương cho hai bạn đấy nha. Trước khi phát lương, hai bạn có muốn nói gì với khán giả không? Trước tiên anh Đen nói. Mong các bạn đăng ký kênh Hai Lúa 81 để ủng hộ bọn mình để động lực làm video nhiều hơn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh nhé. Chúc mọi người sức khỏe. Chúc mọi người sức khỏe luôn vui vẻ. Không biết nói gì hơn nữa. Đấy các bạn. Anh Đen đã không hiểu cảm xúc. Bây giờ anh Mập có nói gì cho khán giả không? Nói câu gì đi.
Thôi bây giờ không nói nữa. Đây, lương của anh Mập đây. Nè. Giờ hai người quay đi. $200. Mỗi người là 200.000 các bạn ạ. Không quá chi như Việt Nam. Amen. Đây. Tiền lương cũng không nhiều các bạn, làm từ YouTuber ít vậy đó các bạn ạ. Mong các bạn like, subscribe kênh để ủng hộ thêm hai lúa nha. Để hai lúa có thêm thu nhập để làm ra nhiều video hay hơn nữa nha. Đấy các bạn. Bây giờ chắc clip của chúng tôi chắc phải dừng lại tại đây thôi. Cũng đã phát lương cho các bạn đấy rồi. Còn lại 300.000. 200 là của tôi, còn 100 nữa là để dành tiền quay clip các bạn. Các bạn theo hay thì hãy subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ thêm bọn mình nhé. Bye bye.